Rồi quý vị ơi, vòng loại mới thay cây cụ đổi mới, vòng loại là F 30.000 đồng nhập đội đặc biệt đầu tiên của tối hôm nay quý vị ơi. Rồi cùng tham gia, cùng tham dự quý vị. Và khi còn một vài vòng loại nữa thôi thì bắt đầu quý vị mình sẽ xem màn một cảnh một với vở kịch Chốt Cưới Liền nha quý vị nhé. Rồi mà khi vòng loại là 48 vừa mới kêu có 1, 12, có 2, 32, có 3, sẽ cùng là 47, hợp lệ. Rồi, chúc mừng em nha, mình làm cái này dập kỳ kỳ nha. Ờ, kỳ đây. Ông bị đặt là chết lên. Rồi quý vị ơi, cùng tham gia vào cùng tham dự luôn. Và chỉ còn 1-2 vòng đầu nữa thôi. Quý vị sẽ được thức quà với vòng đầu tiên với vở kịch đặc chốt Cưới Liền trong buổi tối. Nhưng hôm nay quý vị và vòng đầu đặc biệt năm nay là 30 thì đồng viên cùng tham gia vào cùng tham dự luôn nha. Rồi hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày cuối cùng trong tuần rồi quý vị ơi. Và đặc biệt là quý vị mình nhớ tên ủng hộ cho Gòn vào các ngày là ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật trong tuần nha quý vị nha. Rồi và vòng loại ai chưa có vé mình chuẩn bị mình đi đặt chỗ mình chia tay lên ủng hộ cho em vòng loại này nha quý vị nha. Và giá vé thì mình dò không đoạt giải đó thì chúng ta xin mời các bạn hội bỏ vào cùng mà bốc thăm quý vị. Cuối giờ thì sẽ có chương trình là bốc thăm trúng thưởng cho điện mình và cũng như là thường ngày trong tuần ngày trong các ngày trong tuần đó thì ngày đêm ngày nào cũng có mở thưởng cho điện mình là dò cái tặng đó quý vị. Thì chúng ta sẽ dò cái vé đó sẽ nhận qua thì phần quà hàng đến từ Gòn nhé thì nhé. Rồi nên ta dạy đặt luôn rồi mấy một cái bé cầm cho năm chuẩn bị chưa sưu rồi ở trong cái giờ vậy cậu đi hú tôi rồi 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 sáng sáng này biết sao sáng sáng này gặp số mà cứ quên hoài không sao vậy chị nghe thấy ta sáng sáng có gì khác lạ không đâu sáng sáng rồi đấy à đây đi sáng sáng có gì khác không nhỉ dễ 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 đó dễ luôn chứ ơi à chị nghe sáng à có gì khác lạ không nhỉ hay quên chị bữa nay chị không có đọc giả đúng rồi đó có gì đó thấy không cái tập tóc giả thì gắn liền với sang sang mà tôi không đọc quên hoài đến chị đó thấy chưa cái gì vậy áo tuần sau là đọc tóc giả vô cái nhớ vậy bà nội thấy không chị chung đọc tóc giả là người ta hả đâu có hay quên không sao em không hút gì vậy rồi bây giờ mời mình có bé cầm trên tay cho số Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
30 con, 30 con, 30.